người béo nói với người gầy à? Hay như thế nào? Sumo nghĩa là gì? Sumo là như thế nào? Sumo là hai người bự đánh với nhau hay là người nhỏ người bự? Người nhỏ người bự đánh nhau gọi là sumo, tức là người bự ấy thì gọi là mô, còn người bé thì gọi là su, gọi là sumo, đúng không? Thế con vừa hát bài hát của nước gì con có biết không? Dạ thưa chú, là bài nước Nhật. Con có biết tiếng Nhật không? Dạ. Con biết tiếng Nhật vừa rồi chú thấy con hát tiếng Nhật đấy. Em biết chỗ rồi. Vừa rồi nói con nghe. À, Wasaki. Con hát luôn cái câu hát đầu tiên luôn, chứng minh mình là biết tiếng Nhật luôn. À, tiếng Nhật nào. Okinakuri no kinoshita de. Rồi, nhưng mà nghĩ tiếng Việt là gì? Nhìn kìa có cô nhóc bé tí teo thế này. Đúng rồi. Chú hỏi là chú thấy con tập với cái lúc mà con đứng trên lưng một cái anh ấy, lúc đứng ấy có khó không, sợ không? Dạ thưa chú, là con không sợ. Vì sao? Thế bây giờ nhớ mà khi tập mà bảo là đứng lên lưng anh một lúc, sau anh bảo để anh đứng lên lưng em thì sao? Là anh không có nói rồi đó. À, anh không nói nên sợ. Chứ nếu anh nói bây giờ thì làm thế nào, sợ không? Dạ thưa chú, là con không sợ. Vì sao? Vì con có võ. À, coi như còn lại là con có võ sumo đúng không? Dạ. Đấy, chú thấy là bài nào con cũng thích lăn đó phải không? Một là bò hay là lăn, ở nhà con có hay lăn không? Lăn nhiều không? À hả, khi nào thì con lăn? Đói bụng lăn hả? Con thích lăn, con lăn. À, thích thì lăn thôi. À, rồi, thế là con giống quả bóng đúng không? Dạ. Giống cái gì? Giống quả bóng. Rồi, giống quả bóng. Nào, đi sang với hai cô nào. Đây, sang đây với cô, đây là cái đình chậu. Mời bé Su đứng ở giữa hai cô nhé. Cô là béo và Su là gầy đúng không? Cẩn thận không à, váy của cô cho anh với cô Linh là lấp luôn. Chip này. Bây giờ thì cô hiểu tại sao mà bạn bảo An rồi xong mà. Bây giờ thì cô biết là tại sao mà bạn bảo An lại không nói được tiếng Nhật. Tại vì cái bài hát mà lúc nãy bạn hát bằng tiếng Nhật đấy là do mẹ bạn đi hát ở trong cánh gà bên kia. Còn bạn thì sao? Bạn ấy chỉ múa thôi, đúng không? Dạ không, cô dạy con không mới đi hát. Nhưng mà lúc nãy là ai hát? Con hát hay là con nhờ mẹ con hát? Con hát. Con hát á? Con bé như này làm sao con hát được tiếng nước ngoài? Mình chứng minh luôn nhá. Mình hát lại luôn cho con Linh nghe cho đúng không nhá. Hát cái hàng tiếng Nhật này, cái đoạn khó cái gì mà ông Kimakote gì đó. Xong rồi thêm cả đoạn sau nữa, tai ơi là dài nhá. Chứng minh cho cô biết mình 5 tuổi mà mình hát được cả tiếng Nhật luôn nhá. La 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 đi. Hai và Okinakuri no kinoshita de. Ôi là dài rồi. Bây giờ nếu anh đóng vai là một cô giáo, ồ, anh tính.
tử. Chứng tỏ bạn bạn bảo an bạn ấy rất là siêu. Cô Linh đi hát từ bao nhiêu năm rồi mà cô chẳng hát được tiếng Nhật. Thế mà bạn ấy hát được tiếng Nhật. Thế giờ cô bài nào bằng còn tiếng khác đi. Thế mình hát cái đoạn tiếng Việt nhá. Cô Linh ơi được không ạ? À? Con sẽ hát bài tiếng Việt nhá. Dạ, cô hát bài gì nào? Ngoài đặt tâm tư cây lá, đang vây tay nhịp nhàng. Từng đàn chim hót, tay mê chim chiều. Nắng ta lên đèo bay ấm áp cười. Chờ được duyên sức em đắng, ông mất trời tươi hào. Có mà bạn bảo an bạn ấy cho rằng là dù có dạy đến thế, thế dạy nữa thì cô Châu Anh và cô Thái Thu Linh cũng không thể học được. Cho nên bạn ấy quyết định bạn ấy tự hát một lần. Xong. Cảm ơn con. Quá giỏi. Cái hạt tiêu rất siêu. Mà nói ôi là giỏi. Hát cá tiếng Nhật. Một cái bài giỏi ôi là giỏi. Xong rồi còn diễn là một cô gái gì nhỏ. Một nàng geisha. Yếu xa. Nhỏ đúng không? Bé tự gì bé gì nhỉ? Con là bé hạt tiêu đúng không? Bé hạt tiêu. Hát rất siêu. Không tự kiêu. Gì nữa? Vừa hát vừa kêu mà lại rất lắm chiêu nhỉ? Vừa giỏi võ vừa lắm chiêu nhỉ? Cảm ơn bà Cảo An nha.